tuyến quốc lộ 8A đoạn qua thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hiện mặt đường đã bị bong chóc hoàn toàn, chỉ còn trơ sỏi đá. Lưu thông trên đường, nhưng người dân lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ. Đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này. Đặc biệt là tình trạng sạt lở đất thường xuyên xảy ra, gây ách tắc giao thông tại khu cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thông thương giữa hai nước Việt-Lào. Quốc lộ 8A này là giờ đang thi công nhưng mà không đồng đều. Chỗ làm chỗ chứa mà tối lại xe tải chở hàng đi hỏa đi qua rất là nguy hiểm. Không những phương tiện là ô tô nhưng đối với xe máy là nhiều trường hợp ngã té ngã là rất gây nguy hiểm đến an toàn giao thông. Năm 2010, Chính phủ đã phê duyệt đầu tư nâng cấp tuyến đường này với tổng số vốn khoảng 1.662 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án 4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến nay số tiền cấp mới chỉ được 293 tỷ đồng. Chủ đầu tư cũng mới chỉ nâng cấp một số đoạn đường và cầu yếu trên tuyến. Đối với cái vốn của dự án đến nay đã hết, thì cái việc mà để lấy kinh phí để duy tu bảo dưỡng rất khó khăn. Vì không được đầu tư nâng cấp và cũng như là không bố trí được cái nguồn để mà duy tu bảo dưỡng thường xuyên nên là cái quan tâm của các nhà đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo là rất ít. Vì thế là chúng tôi cũng thấy được là một cái vấn đề mà nằm ngoài cái khả năng của địa phương và cần vì cái sự quan tâm trực tiếp của trung ương. Hiện đơn vị thi công, chủ đầu tư đã rút khỏi công trình. Với thực trạng tuyến đường hiện nay, nếu như không sớm nâng cấp, sửa chữa thì rất nguy hiểm cho người đi đường, cũng như cản trở thông thương giữa hai nước Việt Nam, Lào.